Hi guys, today I'm gonna make a character in Spirited Away. No face! Hi, thì hôm nay mình sẽ làm vô diện trong phim Vùng Đất Linh Hồn. Rất là phụ nhưng mà rất là đáng nhớ. Đây là những cái mảnh mà mình đã cắt ra, thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân ở phía dưới, phần cuối. Sau khi mình mai xong, mình sẽ mai như này. Việc đầu tiên mình làm, mình nghĩ là sẽ mai mấy cái răng này lại với nhau. Xong cái hàm răng trên thì mình sẽ bắt đầu mai cái này vào từng cái một. Sau khi mình đã mai xong các chị, giờ mình sẽ bắt đầu mai cái chi tiết này là trên cái gương mặt của cô diện. Sau khi cái tay mình đã mai xong, đây người mình sẽ mai vô đây. Bây giờ thì mình sẽ mai này, cái này đây cũng sẽ dùng chỉ trắng nha. Vì chắc mỗi người thích mai như thế nào, cho nên thì mình luôn muốn giấu cái đường chỉ, không để lộ đường chỉ thôi. Mai cho nó xong, sau đó mình sau khi mai xong thì mình sẽ mai cái này lên. Bây giờ mình sẽ mai cái phần này lên vào. Sau khi mà đã mai xong thì mình sẽ bắt đầu mai hai cái phần thân lại với nhau. Khi mà mai tới đây thì mình sẽ mai cái mảnh này vào, mai vòng tròn của nó. Khi mà mình mai được phân nửa cái vòng tròn ở dưới đây thì mình sẽ bắt đầu nhét vòng vào.